Đây các bạn, cầu Nam Căn ha. Qua khỏi cái cầu Nam Căn này là qua huyện mới, đó là huyện Ngọc Hiển nha các bạn, huyện cuối cùng của Tổ quốc. Đường Hồ Chí Minh hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh. Đang đi trên con đường mang tên Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh này có tổng chiều dài từ Bắc tới Nam, bắt đầu từ Bắc Bó của tỉnh Cao Bằng các bạn, về đến Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau ha các bạn, với tổng chiều dài khoảng 3.120 cây các bạn. Qua khoảng 30 tỉnh thành. Là theo thống kê mới nhất của năm 2022 đó các bạn. Còn lúc trước ghi là có 28 tỉnh, đi qua 28 tỉnh. Đường Hồ Chí Minh đó các bạn. Đây đường Đồng Đạo để đi về Đất Mũi ha. Cực Nam của Tổ quốc. Hai bên là cây mắm và cây đước, rừng nguyên sinh. Một con đường độc đạo về với Đất Mũi. Ta sẽ về đến vị trí tọa độ GPS 0001 các bạn. Rồi có cảnh nào đẹp đẹp mình sẽ quay lại cho các bạn ha.